Đây là lần trở lại Cần Thơ sau nhiều năm của tôi. Cảm giác khá thích, nhưng có điều là thời tiết nóng y chang Sài Gòn các bạn ạ. À. Nhưng không khí ít oi bức hơn, vì nơi đây ít xe, ít khói bụi hơn. Khi mà nhận xem nhà hay xem mệnh cho ai đó thì thường là cần ngày tháng năm sinh cụ thể, nhưng mà anh này không nhớ chính xác ngày tháng năm sinh và cũng rất là ít khi đi xa, tại vì công việc ở Sài Gòn khá là nhiều, nhưng mà không hiểu vì sao quyết định đến Cần Thơ và tham quan ở nơi này. Chắc có lẽ là do duyên rất là lớn. Đây là một mảnh đất ngang tầm 15 mét, tọa tân hướng ất. Nếu xây trong vận 8, tức trước năm 2023, sẽ có quẻ song tinh hội tọa, hai số 8 nhập vào cuối nhà. Ở hướng nhà có tổ hợp tam bích tứ lục đồng cung, không phải là quẻ tốt cho cửa khí. Nếu chỗ cửa bên phải lại gặp ngay tổ hợp nhị hắc ngũ hoàng càng hung hơn. Tại trung cung, tức giữa nhà, có nhất bạch thất xích nhập tù. Chính vì quẻ không tốt nên gia chủ quyết định dời lại vận sao. Ở vận tiếp theo, trái và phải ở cửa khí có hai tổ hợp các tinh là bát bạch và cửu tử đồng cung. Bát bạch và cửu tử còn gọi là bát gặp tử, chiếu hỷ sự lại đến, tinh vui đến liên tục. Tại tây bắc đại diện cho nam gia chủ có tổ hợp lục bạch nhị hắc. Quẻ này còn được gọi là có phú quý đào chu. Lục bạch quẻ càn thuộc kim, đại diện cho nam chủ nhân. Thổ có thể sinh kim, tức nữ giới sinh nam giới. Đào chu tức phạm lễ là người phú quý. Vẫn là thổ sinh kim, đại diện cho vợ chồng đồng tâm hiệp lực, tiền của dồi dào, là một quẻ rất là tốt. Người miền Tây chân chất, rất là mến khách, gia chủ này thật chu đáo, lựa chọn khách sạn sạch đẹp, đón tôi tại bến xe đưa về. Tận tình tiếp đón tôi, mời tôi ăn nhiều món ngon ở Cần Thơ. Do công việc bận rộn, chuyến đi này chỉ có 2 ngày, tôi không thể nán lại thêm. Khi tôi về lại Sài Gòn, gia chủ có biếu ít quà miền Tây. Cả nhà ăn và khen rất là ngon. Tôi hy vọng sẽ sớm quay lại nơi này vì còn rất là nhiều nơi chưa tham quan.